để cho thí sinh ngồi như vậy. Lòng anh tình mà lưu luyến, không rời, không rời, không rời đâu đi. Anh cũng không biết khi nào chị tiến về Việt Nam. Đúng rồi em, lưu lịch đây. Địa điểm chung kết được công bố là tại MWVN nha bạn. Ok, để mình quay toàn cảnh nha. Và thưa quý vị, ngay bây giờ xin được chào đón sự xuất hiện của ban đây thí sinh chuẩn bị ra nhỏ rồi. Chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2022. Chung kết vào ngày 12 tháng 8 nha bạn. Thank you.
sáng, nước hồng xuân mai. Hôm nay lan lưng thành nước châu. 237 vũ thị la lan. Mình là bé ba đang live stream nha bạn. 548 Đặng Thị Kim Hoa. 068 Phương Hiền Thế Quy. 088 Quý Thị Lệ Nam Em. 121 Phan Phương Giang. Lễ công bố cuộc chung kết toàn quốc Miss
Festival Việt Nam 2022 được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định và đang được livestream trực tiếp trên các kênh Facebook Miss World Việt Nam, Facebook Hoa hậu Việt Nam, Facebook Giang, YouTube Miss World Việt Nam, YouTube Hoa hậu Việt Nam, TikTok Miss World Việt Nam. Và Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam là công ty do công ty Tây Bàn tổ chức với mục đích tìm kiếm ra khuôn mặt đại diện cho nhan sắc của người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Tôi Hoa hậu sẽ là cô gái không chỉ hội tụ đủ các yếu tố chiến lãng luyện mà còn có một trái tim đầy lòng trắc ẩn và đặc biệt đủ bản lĩnh để chinh chiến trên đấu trường nhan sắc quốc tế lớn nhất hành tinh Miss World. Thưa quý vị, cùng với chủ đề Sức sống Việt Nam, vòng chung kết Miss World Việt Nam 2022 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 7 năm 2022 đến ngày 12 tháng 8 năm 2022 tại thành phố Biên Quy Nhơn của tỉnh Bình Định với nhiều hoạt động sôi nổi và hoành tráng. Và chủ đề ngày hôm nay cũng hướng đến sự lan tỏa vẻ đẹp và năng lượng tích cực từ ý chí bền bỉ của con người Việt Nam. Và để tham dự buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện. Về phía lãnh đạo tỉnh, trân trọng chào đón và giới thiệu ông Nguyễn Tự Công Hòa, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Xin trân trọng giới thiệu ông Tạ Xuân Chánh, tỉnh ủy viên, giám đốc sở văn hóa và thể thao tỉnh Bình Định. Trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Thanh, giám đốc sở du lịch tỉnh Bình Định. Xin trân trọng giới thiệu ông Võ Gia Nghĩa, phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phạm Ngọc Thái, phó giám đốc sở thông tin truyền thông. Xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Văn Lợi, phó giám đốc sở văn hóa thể thao tỉnh Bình Định. Trân trọng giới thiệu ông Dương Hiền Hòa, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn. Cùng với sự hiện diện của các đại diện các sở ban ngành tỉnh Bình Định và các anh chị đang cùng đồng hành với chúng tôi trong ngày nay. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với quý vị sự hiện diện của những vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu ông Quyền Hữu Sang, đại diện tập đoàn Hương Thịnh, đơn vị đăng cai vòng chung kết tổ chức tại Maryland, Quy Nhơn. Trân trọng giới thiệu ông Phạm Xuân Hiếu, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Phú Gia, khách sạn Vân Beach Hotel, Quy Nhơn. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Lâm, GM khách sạn Ontario Service Residence. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Ly, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch quốc tế Liên Cafe Tourist. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Triệu Vĩ, chủ sở hữu khách sạn Mira Quy Nhơn. Trân trọng giới thiệu bà Phạm Kim Dung, tổng giám đốc công ty sạc bạc chủ tịch Miss World Việt Nam, trưởng ban tổ chức Miss World Việt Nam 2022. Xin trân trọng giới thiệu ông Dương Đình Phan, phó tổng giám đốc công ty sen vàng, phó ban tổ chức Miss World Việt Nam 2022. Trân trọng giới thiệu đạo diễn của hai Việt Nam, tổng đạo diễn Miss World Việt Nam 2022. Xin trân trọng giới thiệu top 5 hoa hậu nhân ái thế giới 2018, hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy, thành viên ban giám khảo. Trân trọng giới thiệu đến quý vị top 12 Miss World 2019, đương kim Miss World Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh, thành viên ban giám khảo. Xin trân trọng giới thiệu top 10 Miss Grand International 2019, Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2019, Nguyễn Hà Kiều Lai. Trân trọng giới thiệu top 8 Miss International 2019, Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2019, Nguyễn Tường Sa. Xin trân trọng giới thiệu đại diện các quốc quay gì nhóc. Xin được trân trọng giới thiệu biên đạo Huỳnh Mến. Và sự diện của 38 thí sinh vòng chung kết, các chị phóng viên đến từ những hãng thông tấn truyền thông uy tín trong nước đã dành thời gian đến tham dự buổi công bố vòng chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2022 hiện nay. Thưa quý vị, một trong những điểm hấp dẫn của vòng chung kết năm nay chính là được tổ chức tại một thành phố biển vô cùng xinh đẹp mang tên Quy Nhơn. Thưa quý vị, và bên đây Quy Nhơn chính là một viên ngọc của vùng đất như thế khi được ví như là một thành phố biển với biển xanh cát trắng, với những trận hành trình trải dài ôm lấy những dãy núi hùng vĩ. Và bên cạnh đó thì nơi đây cũng sẽ là nơi ghi dấu cái hành trình mà chúng tôi tìm kiếm được chủ nhân xứng đáng của chiếc vương miện, đó chính là tân hoa hậu thế giới Việt Nam 2022, chắc chắn sẽ là những kỷ niệm tuyệt vời với tất cả chúng ta.
chúng tôi một quyết định đơn giản. Đúng rồi bạn, đang ở Quy Nhơn nha. MC là chị Phương Anh và anh Quỳnh Nga. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Tự Công Hòa, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định sẽ lên sân khấu phát biểu chào mừng. Cùng chào tay để chào đón họ. Hôm nay không có Ngọc Thảo nha. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các nhà báo, các phóng viên báo chí, tỉnh Bình Định nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là mảnh đất giàu đẹp về thiên nhiên và có bề dày về truyền thống lịch sử văn hóa. Bình Định là cái ngôi của phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, quê hương anh hùng dân tộc Hoàng đế Quang Trung Hiệu Hòa, là mảnh đất giàu tiềm năng và văn hóa nghệ thuật, cái nôi của nghệ thuật tuồng, bài chòi và quê hương của hậu tổ tuồng đào tấm Bình Định. Bình Định cũng là xem miền Bắc thi ca, nơi đây đã sản sinh, nuôi dưỡng tài năng và tạo nguồn cảm xúc cho nhiều nhà thơ, nhà văn hóa lớn của đất nước như Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Hàn Mạc Tử, Quách Tống, Yến Lan. Ngày sẽ có là miền Bắc có nhiều làng là nghề phát triển độc đáo, sản phẩm ẩm thực nổi tiếng, rượu bồ đà, nem chợ huyện, bánh tráng nước dừa, bánh sông thành, chả cá, quy dân, vân vân. Bình Định cũng được mệnh danh là miền đất võ huyền thoại, với những tinh hoa võ thuật đã nung nấu kết tinh trong con người Bình Định qua nhiều thế hệ vun đúc nên truyền thống thượng võ, với những giá trị đặc sắc của di sản võ cổ truyền Bình Định được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Bình Định đang phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và các bộ ngành trung ương triển khai các bước nghiên cứu xây dựng hồ sơ khoa học võ cổ truyền Bình Định để trình UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bình Định được xác định sẽ trở thành một trong những trung tâm phát triển về kinh tế xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. Hiện nay tỉnh Bình Định đang tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông để gắn kết các khu vực lân cận, tiếp tục Bắc Nam và Đông Tây